nhiều khoảnh khắc đáng nhớ mà họ đã trải qua trong cuộc đời làm nghệ thuật. Những trải nghiệm trong thất bại và thành công của nghề nghiệp. Là bất cứ một chuyện gì mà không có cái mê ở trọng, không có cái thích thú, không có cái hạnh phúc ở trọng thì trả bao nhiêu tiền cũng không làm nổi. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi biết hát bằng bây giờ. Cảm ơn khán giả đã cho Thu còn được hát đến ngày hôm nay. Là bước ngoặt quan trọng đối với Nhung là khi vào Sài Gòn và gặp gỡ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bản thân thì khi đã quyết định chọn một cái công việc gì đó hoặc là một con đường để mình đi thì phải đi đến tận cùng. Mình sai lầm hoặc là mình quyết định không đúng thì đó cũng là một chuyện bình thường. Có chăng thì phải xóa bỏ đi cái định kiến của mọi người là người đẹp thì sẽ không làm được cái chuyện gì ngoài là đứng trên sân khấu để cho người ta ngắm. Những câu chuyện chưa bao giờ kể, những thông tin mới nhất của showbiz Việt Nam. Hồ Ngọc Hà thì nó còn thiếu một chữ nữa, đó là Hồ Thị Ngọc Hà. Nó rất là khó khăn cho Hương cái việc vượt qua được cái giai đoạn đó. That we decided to release it but in English. Về tới Đà Nẵng thì nó rộn rịp cái kiểu khác, như là đi tâm phải đi mua sắm đồ Tết cho gia đình chẳng hạn. Một người mẹ đơn thân thì tôi thấy sợ quá. Giao thừa năm nay mẹ vui nhất tại vì mẹ được đón giao thừa với con, tại vì con là một cái tài sản quý nhất của mẹ. Tự vì những cái người thưởng thức đó, họ không biết tìm cái danh xưng nào cho xứng đáng sao dạ, để họ dùng, thành ra họ nói cái chữ xến chứ thật ra nó là dòng trữ tình. Ánh sáng của Hào Quang khi trở thành một ngôi sao, hãy lắng nghe họ chia sẻ thật lòng. Chương trình Chat với Sao, nơi gặp gỡ những ngôi sao thần tượng của mình. Kính mời quý vị khán giả cùng đón xem. Anh Khoa và những người thực hiện chương trình rất vui đang cùng gặp lại các khán giả của chương trình quen thuộc và được mọi người yêu mến Chat với Sao, mỗi tuần một nhân vật. Ngay bây giờ đây chúng ta đang chờ đợi để có thể gặp gỡ nhân vật lần này. Và phải nói cuộc đời với những trải nghiệm mà chúng ta đi qua từng ngày thì luôn luôn có cả những niềm vui và cả những nỗi buồn. Và nếu chúng ta thấm đậm được những nỗi buồn thì sẽ hiểu được giá trị của những niềm vui và cả những tiếng cười. Thế thì phải nói là chúng ta có một lời nào đó, dù nhiều hay ít, để cảm ơn những người nghệ sĩ đã mang đến những tiếng cười cho khán giả, cho tất cả các công chúng ở tất cả mọi nơi. Và nào, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một cây cười, có thể nói là một quãng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn đến định hình mình và được các khán giả yêu mến. Xin được giới thiệu khách mời đặc biệt lần này, danh hài nghệ sĩ Minh Béo. Minh Béo xin chào anh Khoa, Minh Béo xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Chúc quý vị vui vẻ, nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Wow, không phải là Tết, không phải là đầu năm mà vẫn được chúc để mà phát tài đúng không ạ? Tài là phải là cả năm. Anh Khoa nhớ cuối năm ngoái khi mà gần Tết Nguyên Đán thì anh em mình có dịp làm chung những cái chương trình dài đi các nơi với nhau với cái nhiệm vụ là anh làm thần tài. Đúng để rồi. Mang đến tiếng cười cho mọi người đúng không ạ? Mình Béo phát quà cho các chị em mình, các bà con ở vùng xa rồi tận các tỉnh miền Tây nữa, và làm thần tài đi đến đâu là phát quà phát lộc tới đó. Và Mình Béo cũng rất là may mắn, hiện đang làm thần tài cho chương trình Siêu Thị May Mắn. Wow. Cho nên có vẻ là thần tài đem niềm vui, đem tài lộc cho tất cả mọi người. Cho nên Béo muốn là mọi người đều có vàng trong nhà của mình. Bây giờ vàng giờ lên giá dữ lắm. anh có quan tâm đến tình hình này không? Cũng có chứ, cũng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nhưng mà chắc giờ không có mơ mộng là sắm vàng nữa đâu. Không có đầu tư. Không có đầu tư đâu. Thế thì hỏi một tí đùa thôi. Cái ghế ngày hôm nay dành cho anh có vừa hay không ạ? Cũng chắc chắn lắm, không đến nổi. Nhưng mà không biết là nó có tuổi thọ cho đến hết chương trình hay không thôi. Chính là anh Khoa định mời anh hoặc là hỏi ý kiến anh để thay một cái ghế khác mà nếu nói vừa chúng ta có thể nói chuyện đúng không ạ? Mình ngồi mình nương được. Nhưng mà nếu mà mất một chân hay gì thì anh có nhiều vụ đền, bởi vì là cái phim trường này ghế hay là của anh đúng không ạ? Với một cái vóc dáng như thế này anh Khoa nghĩ chính ra cái công việc biểu diễn của anh á, ở ngoài những thành phố lớn như là Sài Gòn nè, Hà Nội nè, anh đi tất cả mọi nơi, nhưng mà dường như với một cái thời gian bận rộn như vậy mà không làm cho anh giảm cân nổi.
Minh Béo lại cảm thấy là nó có sự nghịch lý, nhưng mà thật ra cũng rất là có lý. Bởi vì Minh Béo ngủ một đêm chỉ có 4 tiếng thôi, ăn rất là ít. Nhưng mà có lẽ là tại vì mình ngủ ít á, cho nên mình sẽ bị rối loạn tiêu hóa, và sẽ làm cho mình khi mình nạp vào thì ít, nhưng mà cái lượng tiêu thụ cho cơ thể của mình thì nhiều. Ví dụ như anh Khoa và quý vị có biết là Minh Béo một ngày ăn một buổi chỉ có 1 đến 2 chén thôi. Nhưng mà có lẽ là mình hấp thụ cả cái chén đó. Nhưng có những người ốm á, ăn một tô tượng. Minh Béo đi diễn ở Mỹ cũng vậy, mọi người ăn trời ơi, gọi là cái tô bển bự lắm, tô xe lửa đó. Mà lại ốm nhách à. Còn Minh ăn cái tô nhỏ nhỏ là tô bé bi thôi đó. Mà tại sao cứ bé phì hoài? Mình nghĩ một điều là có lẽ là mình hấp thụ nó nhiều hơn những người có cơ thể bình thường khác. Thế thì nói đến những cái để anh có được ngày hôm nay chính là tiếng cười. Thế thì anh có nhớ là từ bao giờ mà mình phát hiện là mình có cái khả năng gây cười hay là có khả năng khiếu hài không? Thật ra thì Minh Béo cũng không có nghĩ là mình làm thành một diễn viên hài đâu. Bởi vì khi ra trường sân khấu điện ảnh thì Minh Béo không có cơ hội được đóng kép đẹp rồi, không được đóng phim rồi, không được làm ca sĩ rồi. Đó, mình chỉ có con đường tấu hài là ngắn nhất thôi. Nhưng mà rất là may mắn là trong một thời gian ngắn thôi, mình quen dần với môi trường đó, và mình ít nhất cũng làm cho khán giả cười được. Tức là mình ra cái ngoại hình mình là khán giả đã cười rồi. Nhưng mà một thời gian sau Minh Béo phát hiện là không phải, cái ngoại hình nó chỉ cười một lúc đầu đó thôi, chứ còn sau đó mình phải diễn nữa kìa. Mình phải làm sao đúng là một danh hài. Bởi danh hài không phải chỉ có ngoại hình đặc biệt là thành danh hài. Có thể người đó đẹp nhưng mà có thể thành danh hài được, nhưng với điều kiện là phải có năng khiếu hài. Và từ đó Minh Béo đã tìm cách làm phát triển như thế nào, suy nghĩ như thế nào, động não như thế nào, và cuối cùng mình phát hiện ra mình có cái duyên hài gì đó ngầm, mặc dù cái người diễn viên hài chưa chắc mình đã nhìn ra được đâu, nhưng khán giả có thể nhìn ra được. Vậy là từ những cái lúc mà còn đi học tiểu học hay là trung học thì lúc đó chưa phát hiện mình có khả năng gây cười cho mọi thật người. Thật ra thì hồi đó là Minh Béo là một cậu bé rất là hiếu động, chỉ có phá người ta thôi chứ không chọc người ta cười đâu. Mỗi lần mà mình tới đâu là phá, để đến độ mà những người bạn nữ chuyên gia đánh mình, rượt mình, chửi mình, rủa mình đủ kiểu hết. Thậm chí Minh Béo có một kỷ niệm, đó là một người bạn thân ngồi kế bên giỡn một hồi nó quạo lên một cái, nó lấy kim ba xưa mình học á, chích vô một cái trời, máu phúng lên như nào. Minh Béo lại bị máu loãng nữa, cho nên tới chừng về cái tự nhiên thấy sốt, cái là cô bé nó chạy qua nhà nói là đi chích đi. Cuối cùng hai đứa dẫn nhau đi chích ngừa, sợ bị phong đòn gánh. Sau đó thì an toàn. Sau đó thì cũng yên ổn tới giờ này còn sống. Lại nói về cái việc là gây cười cho mọi người á, dường như đó cũng là một bí quyết. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng nói chuyện tự nhiên và thốt lên những cái tiếng cười bật ra từ cái bản năng của mình. Mình mới nghĩ là làm một diễn viên hài thì chắc chắn mình phải có một cái năng khiếu hài, một cái năng khiếu bẩm sinh. Có thể người ta sẽ là hơi dị thường một chút xíu. Không có bình thường như là những người khác. Người ta rất tỉnh. Bởi vì mình mới thấy là Du Hề Sặc Lô hay Mr. Bean, mặt người ta rất tỉnh nhưng mà làm cho cái người đối diện sẽ phải bật cười mà đến nỗi mà phải nôn ruột luôn. Cười mà sặc sụa luôn, bởi vì họ tỉnh quá. Và thậm chí có những vai diễn mà cảm thấy là mình hơi khùng chút xíu nữa, mà những khùng rất là đáng yêu, mà làm cho người ta sẽ cảm thấy mình đúng là thực sự có năng khiếu hài. Bởi vì ở trên thế giới á, nếu được phong là danh hài, vua hề thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn những loại hình nghệ thuật khác thì rất là nhiều, đúng không? Cho nên mình nghĩ là chờ cho mình có cái duyên hài thì chắc chắn là mình là một cái sự gì đó rất là hãnh diện với mọi người rồi, một cái niềm hạnh phúc như rất lớn rồi. Bởi vì đem tiếng cười cho mọi người thì đó là mình cho nhiều, và cho nhiều chắc chắn mình sẽ nhận nhiều. Anh nói đến cái từ tỉnh có thấy rất là hay. Chính ra cái điều mà cần thiết đối với cái người làm nghệ thuật như chúng ta là sự tỉnh táo. Đúng rồi. Và có bao giờ anh thấy mình mất đi hoặc là không có cái tỉnh đó trong lúc anh biểu diễn chưa, trong suốt nhiều năm qua? Minh Béo nghĩ là không phải chỉ riêng Minh Béo mà tất cả các đồng nghiệp khác đôi lúc có những lúc thăng lúc trầm, và đôi lúc có những lúc mà mình diễn giống như là một cái máy cũng có, chứ không phải không có. Nhưng quan trọng là mình phải tỉnh táo, mình thức tỉnh một mình và sửa sai liền. Chứ nếu như mình lậm vào cái vấn đề đó thì chắc chắn là mình sẽ thành một con rối đi diễn, chứ không phải là một người diễn viên nữa. Bởi vì diễn viên cần phải có cảm xúc thật. Phải làm cho khán giả thấy được nhân vật đó. Nhưng mà mình luôn luôn phải biết phân tách ra đâu là diễn viên và đâu là nhân vật. Để chi? Để cho chúng ta biết được là mình đang có trách nhiệm rất lớn đối với lại khán giả. Bởi đem đến khán giả là đem nhân vật, còn ngoài đời là đem đến cho khán giả là người nghệ sĩ. Và phải làm sao cho khán giả thấy được là mình có sự trách nhiệm
Bởi vì khi mà mình diễn á, mà mình không có hồn vía gì hết trơn, cái gương mặt của mình á, nó không có bình thường, nó làm như nó đi đâu, nó mơ hồ lắm, nó mất hồn mà. Mà khi mình có hồn vía lên á, cảm xúc thật á, thì chắc chắn sẽ làm cho khán giả sẽ thích. Bởi vì khán giả quan sát mình từ chút, từ ánh mắt, từ nụ cười, từ cử chỉ hành động và từ giọng nói của mình ra, thì tại sao mình để cho mất hồn đi? Mất hồn đi là tức là mình tự bỏ cái vai diễn của mình, thì đem đến khán giả sản phẩm không tốt thì chắc chắn khán giả sẽ đào thải mình. Đây đây, vô đi. Má. Gì vậy? Sáng gặp thả rồi giờ cũng thả nữa. Má cũng vậy. Má cũng giận. Vô đây con, vô đây chơi. Trời, chị làm em cá bất ngờ hoài. Trời ơi. Qua đây. Là cái gì vậy nè? Không. Ai đây? Thằng Minh. Thằng Minh nào? Trời, thằng Minh con của chị. Trời, thôi. Thằng Minh con chị. Nó con chị hay là nó con của Somali vậy? Trời ơi, em xem nói gì kì. Trời ơi, hai má con ơi kìa, để tóc tai má con thấy chưa? Đó, rồi con nói là bắt đầu nói con khó. Trời, con có khó đâu. Bây giờ em nói chị nghe, sau đây nói chuyện với má xong em dẫn chị với nó ra bảy trọc, nhớ bảy trọc không? Bảy trọc làm gì? Chị ra ngoài đó hớt tóc. Làm ơn gọt hai cái đầu này cho tôi. Đầu dễ sợ quá cái rồi. Cái này là mực đen mà. Mực đen cái gì mà mực đen? Đó, thấy không? Chị cứ nói ngọng nói nghiệu kiểu này. Cậu nói tôi, má. Dạ. Đó cậu dữ quá, là dữ cái quá. Nè con nói nó nghe. Cậu nói với con, bây giờ đó cái đầu của ổng nè. Sao vậy? Còn trẻ mà sao đầu bà trắng vậy? Mẹ chị đừng nói đầu em bạc. Hỏi em má làm chứng nha. Sao? Trên đầu em có 7 cọng tóc bạc thôi. Rồi sao mình như thế này? Đó, em phát hiện ra trên đầu á 7 cọng tóc bạc, em tức quá em nói ha. Mày dám tóc bạc với tao hả? Em ra em chơi hết nguyên đầu, thử coi tóc với em đứa nào lì hơn. Wow. Cái này là em nhượng. Má thấy nó quá xá không? Bây giờ đây. Hu cái gì? Hu là chào gì? Bà ngoại. Chào bà ngoại đi. Chào bà ngoại. Chào bà ngoại. Chào bà ngoại là gì? Chào bà ngoại. Chào bà ngoại thì con là cháu bà ngoại, con chào đi nè, bây giờ con chào sao? Chào. Chào bà. Hai cái tay quay lại. Chào. Chào bà ngoại. Chào bà ngoại. Chào bà ngoại. Chào. Chào. Giỏi con. Chào ba ngoại. Có một bà ngoại thôi, chào bà ngoại chứ không phải chào ba ngoại. Từ từ dạy nó, đừng có đóng giận. Chào bà ngoại. Đó. Giỏi con, ngoại giỏi. Cậu. Hai cậu. Có một cậu à? Có một người cậu duy nhất, không có hai cậu. Hai cậu, cậu. Yeah. You là cậu. Trời ơi, sao chị không dạy con chị? Cậu nó mà nó kêu cậu cậu là chó đó hả? No. Cậu. Chào cậu. Cậu. Không. Cậu. Trời ơi, mày nhái tao đó hả mày? Hả? Yeah. Mày đến nè. Bây giờ nè, má đã tập cho con mấy câu ca dao. Con phải nói những câu ca dao cho bà, cho cậu nghe. Yeah. Nói. Hello. Con chà. Đúng rồi. Con chà như người thê sân. Đó, đúng rồi. Nghĩ mẹ như nuốt trong người chảy da. Trời ơi. Hay cái gì mà hay? Chị dạy vậy đó mà chị nói hay, má để con dạy nó, con khổ ghê đó. Công cha như núi Thái Sơn. Yeah, con cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nước ở trong nguồn. Nước ở trong nguồn nghĩa là nước ở trên núi á, nước ở trong khe trên núi á, người ta chảy ra. Ý là nó mày phải nhớ nguồn, nhớ cội đó, biết không? Yeah. Nước ở trong nguồn, chứ không phải nước ở trong người. Nước ở trong người á là mày uống nước này nhiều quá, rồi mày lấy nước ở trong con người mày ra. Con ơi, nói vừa cháu nó nghe con làm nó sợ, nó làm nó không nhớ. Mày lấy nước trong người mày ra, có nghĩa là mày uống nước nhiều quá, cái bụng mày nó căng lên là mày đi. Xem chút nó bậy rồi, mày thấy chưa? Yeah. Mày thấy chưa? Yeah. Dạ, cái con khỉ. Nghĩ mẹ như nước trong người chảy ra. Nước trong nguồn, thấy không? Nè, đọc theo cậu nè. Nước trong nguồn. Đó, chứ con dạy được. Nó thằng này nó tiếp thu được nè. Giờ đọc lại nè. Nước trong nguồn. 2, 3. Nước trong người. Nước trong người. Mày thích nước trong người hả? Để có được những cái thành công dù nhiều dù ít theo cái quan điểm của khán giả, của người làm nghề hay của bản thân anh thôi, thì
có như ngày hôm nay ít nhiều một cái phần đóng góp cho tên tuổi của anh là nhờ ngoại hình. Anh có nghĩ như vậy không? Mình béo nghĩ là trong thời gian đầu thì khán giả ấn tượng về ngoại hình, nhưng sau đó thì mình béo phải cố gắng bộc lộ ra những cái năng khiếu của mình và cái tài năng của mình và những cái động não của mình cho cái vai diễn đó. Bởi vì người có ngoại hình như Minh Béo cũng không phải là ít đâu. Và thành công ở lĩnh vực diễn hài cũng đã có rất nhiều anh chị ở phía trước. Nhưng Minh Béo nghĩ là có lẽ khán giả sẽ thấm đậm được cái diễn hài của Minh Béo nhiều hơn. Cho nên đến giờ phút này Minh Béo đã tham gia rất là nhiều loại hình nghệ thuật và khán giả rất nhớ rất là nhiều, là yêu thương rất là nhiều. Nhưng mà ngoại hình chỉ góp phần thành công cho Minh Béo 20%, còn lại là phải ở tài năng. Và hiện nay thì có lẽ là càng ngày khán giả càng thương yêu, cho nên vẫn muốn luôn Minh Béo giữ cái hình ảnh là mũm mĩm dễ thương này. Chứ còn nếu ốm lại thì chắc chắn là khán giả sẽ có thể thích nhưng mà không thích thích bằng bây giờ. Cho nên Minh Béo cũng cố gắng duy trì cái thân thể này, nhưng mà mình vẫn phải có sức khỏe. Bởi vì sức khỏe mình mới sống lâu, đúng không? Rồi mình có nhiều sức khỏe thì chắc chắn là mình sẽ cống hiến cho khán giả nhiều hơn, lâu hơn. Và đặc biệt là mình sẽ có cuộc sống nó thoải mái hơn. Cho nên chính vì vậy mà Minh Béo đã tham gia chương trình Bước Nhảy Quần Vũ. Anh cũng chính ra là anh cũng hơi tham lam đúng không bạn? Anh là người khách mời đầu tiên trong suốt nhiều năm qua mình qua trò chuyện mà lại có một cái ý tưởng về cái việc sống lâu, đúng không ạ? Nó cũng liên quan đến sức khỏe của chúng ta, cũng đúng thôi. Thế thì lại nói cái ngoại hình của anh một phần mang đến sự may mắn của anh ngày hôm nay. Anh Quang nghĩ cũng không hẳn là như vậy, bởi vì là nhớ cái thời gian đầu khi anh mới ra nghề á, anh cũng phải là nhóm hài chính mà anh phải đi theo những cái tên tuổi như là Kiều Anh, như là Thúy Nga. Những cái tháng năm mà anh Khoa nhớ là anh Khoa cũng làm ở các tụ điểm thì anh phải gắn kèm với tên của một cái người nữ nghệ sĩ hoặc là một cái tên nghệ sĩ nó lớn. Còn những người trước đó thì anh Khoa không biết. Thì anh nghĩ như thế nào về cái khoảng thời gian đó? Mình Béo nghĩ là khoảng thời gian đó mình Béo rất là trân trọng, bởi vì đó là những thời gian mình Béo đi học nghề và làm nghề được nghệ thuật. Bởi vì rất là nhiều người ở thế hệ trước của mình Béo và thế hệ của mình Béo và sau này cũng vậy, không phải ai thi đậu vào trường nào học sân khấu điện ảnh ra trường đều có làm nghề được đâu, mà mình phải cố gắng. Bởi vì trường nó khác đời dữ lắm. Và khi Minh Béo tham gia vào những nhóm hài của các anh chị, Minh Béo học được rất là nhiều anh chị. Và mình phải chấp nhận mình là một đứa đi học việc và cố gắng học những cái gì hay nhất của người ta. Cho nên đến giờ phút này Minh Béo mới có thể đứng ra làm một cái nhóm hài riêng của mình. Minh Béo lúc trước tham gia tấu hài là trên 30 nhóm. Và mỗi nhóm á, nó khoảng chừng 5 đến 10 tuần. Có những nhóm nào anh? Ví dụ như Minh Béo đã từng tham gia nhóm Hữu Nghĩa, nhóm Minh Hữu Lộc, nhóm Mai Dũng, rồi nhóm Hà Linh, rồi Lê Quốc Nam, rồi anh Vũ. Minh Béo đã tham gia rất là nhiều và rất là may mắn là anh Khoa biết không, tức là trong một nhóm nó có khoảng kịch bản là 5 đến 10 kịch bản. Thì mình đóng được 5 đến 10 vai mà cứ nhân lên 30 thì mình mấy trăm vai diễn. Cho nên Minh Béo tham gia rất là nhiều nhóm thì học được rất là nhiều kinh nghiệm, cho nên Minh Béo năm 2002 mới dám tự tin bước ra đứng làm một sân khấu, làm một cái nhóm hài riêng cho mình. Lúc đó là Minh Béo đã đủ kinh nghiệm để mà đứng gồng cho tất cả các em bên cạnh của mình. Coi như khi mà mình trưởng thành, mình cảm thấy là mình trưởng thành trong nghề nghiệp thì cái nhiệm vụ của mình là mình mà bên cạnh việc mình có một cái nhóm riêng như vậy thì mình phải kèm theo cho các bạn nhỏ mới đúng ra rồi. Trường nữa, đúng không ạ? Bởi vì cái sự khao khát làm nghề mà khi bước ra trường đó, nó mãnh liệt lắm. Minh Béo nhớ là khi mà năm 99 mình ra trường rồi á, mấy bạn cùng trang lứa, người nào cũng có sân khấu, người có Idicat, người có Phú Nhuận, người có Kịch Sài Gòn. Cái lứa của anh là có những nghệ sĩ nào bây giờ? Đó cũng, là cũng có Kim Ngân nè, Đại Nghĩa MC, rồi Đức Thịnh nè, Thanh Vân nè, một số bạn nữa. Thì ai cũng ra trường là cũng đẹp hết mà, cho nên ai cũng được đưa về sân khấu kịch chuyên nghiệp hết. Còn bản thân mình á, mình cũng tuổi chứ, không có ai mà ngó gì tới mình hết. Đóng phim lúc đó làm gì có phim nhiều như bây giờ. Cho nên hả, đóng quần chúng nhiều khi còn không được do đóng nữa, tại vì đồ đâu mà nó rồi dai sao. Mà nhiều khi quá. Mình đóng quần chúng mà mình vô chút xíu thành có dai. Đúng tại rồi. Vì mình ấn tượng trong cái khung máy mà mình che hết người ta rồi, nên không có ai cho đóng hết. Cho nên cuối cùng á, là mình cứ phải lê lết xin chỗ này chỗ nọ không được. Cuối cùng mới xin được các anh chị cho mình một cơ hội nhỏ để có thể đi tấu hài chung, làm dàn lót cho người ta cũng được. Nhưng ít nhất mình cũng được lên sân khấu, không phải làm một cái gì nó con đường xấu để mình đến sân khấu. Mà mình Béo nghĩ là cứ vậy mình Béo như con rùa, nó cứ từ bò chậm 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 mà chắc. Như nên đến giờ phút này thì mình Béo có lẽ là mình sẽ được rất là nhiều may mắn, bởi vì trong cái lứa mà của Minh Béo thì Minh Béo có lẽ là khán giả thương yêu nhiều nhất. Nói ý nghĩa con rùa vậy thôi, chứ bây giờ con rùa Minh Béo thì thực sự rất là nhanh trong cả hai nghĩa, bởi vì là
ăn nhanh trong cả những cái hoạt động của anh, nghề nghiệp rồi cả cái sự nhạy bén của anh. Một lát mình sẽ khai thác thêm về vấn đề đó. Rồi anh nhanh cả trong cách làm việc nữa, bởi vì nếu mà quý vị thấy mình béo ngoài rồi thì nói chuyện với mình béo cũng không có kịp nữa, nếu cho nên phải nói rất là nhanh vì anh có nhiều việc để làm lắm. Và ngày hôm nay mà chắc là dành thời gian về để nói rất là chậm cho quý vị nghe thì đó là một sự cố gắng. Anh có nói đùa thôi, bởi vì anh nói chuyện cho dù là với một cái nhịp độ như thế nào thì cũng vẫn rất là chắc và mọi người nghe rất là rõ. Thế thì lại nói đến việc là những nghệ sĩ hầu như để tạo nên tên tuổi của mình từ nhiều thế hệ tiền bối của chúng ta trước đó đến bây giờ thì hầu như bởi những cái vai chính kịch và cả những vai bi nữa. Không ai tạo tên tuổi hoặc là rất ít người bởi cái tiếng cười hoặc là những cái việc mà mình tấu hài. Thế thì anh không sử dụng những cái khả năng về bi, hoặc là anh ít khi nào tham gia những cái vở chính kịch. Anh nghĩ đó là một cái mất mát lớn đối với cái người làm nghề như anh hay không? Mình mới nghĩ là làm hài á, nó sẽ còn khó hơn diễn bi và diễn chính kịch nữa. Bởi vì diễn cho khán giả khóc, khán giả không khóc thì thôi cũng sao. Ca sĩ hát mà không vỗ tay cũng không sao. Nhưng mà hài mà ra diễn mà không ai cười là xong rồi. Chuẩn bị là cuốn gói về nhà mừng rụng luôn á. Đúng rồi, không khóc cũng không sao, đúng không? Đúng rồi. Nhưng về buồn không khóc cho nên mình mới nghĩ là tận cùng của cái hài vẫn là cái bi. Bởi vì mình béo đã từng tham gia rất là nhiều vở diễn, và trong đó có một vai mình béo được khán giả rất là ấn tượng, đó là vai ông Tàu bán bánh mì trong vở Phần Làm Gái, mà mình béo vừa diễn hài hết rồi kết thúc là bi và làm cho khán giả ưu ái và đã dành tặng cho mình béo giải thưởng là diễn viên hài được yêu thích nhất năm 2004. Thì mình béo nghĩ là tất nhiên khi mà mình không được phân những cái vai chính kịch, những vai bi kịch thì mình cũng có một số thiệt thòi gì đó, nhưng mà không sao, trong những vai hài mình gắn liền với những cái vai diễn đó, có thể vừa bi vừa hài thì chắc chắn sẽ làm cho khán giả nhiều hơn nữa chứ, đúng không ạ? Và hiện nay thì Minh Béo đã cố gắng làm mới mình bằng cách là có những vai diễn hài Minh Béo dành cho đàn em, nhưng mà những cái vai góc cạnh, những vai phản diện tính cách hay thậm chí những vai bi kịch, Minh Béo đang cố gắng lâu lâu thể hiện mình để làm mới mình cho khán giả. Với là mình cũng là yêu thích mà, chứ giống như vở mà Đào Minh Béo ra đạo diễn tại nhà hát Thế Giới Trẻ là Nước Mắt Đàn Ông, một cái vai thay vì kép đẹp Minh Béo biến thành một cái vai mới kép, nó lẳng, nó độc nhưng mà rất mùi. Cái khó của người nghệ sĩ là bên cạnh việc mà khi mình tạo dựng tên tuổi rồi mình giữ, mình phát huy, đó mới là điều khó hơn. Thế thì anh cũng là một người biết đầu tư. Anh đầu tư thì những cái đồng lương mà mình có được để anh làm băng, làm đĩa nè. Anh Khoa nghĩ đối với một người nghệ sĩ thì khác ca sĩ không có cần phải làm những cái album hay là những cái sản phẩm để dành cho thị trường nhiều như vậy đâu. Theo mình Béo nghĩ là người nghệ sĩ á, những vai diễn, những vở diễn đó là những sản phẩm để cho khán giả. Nhưng đó là một kỷ niệm cả cuộc đời đi hát của mình. Thật sự thì đến giờ phút này mình Béo vẫn ở chung với gia đình, vẫn chưa có nhà riêng, vẫn chưa có xe riêng, vẫn chưa có cuộc sống mà gọi là khá sung túc như mọi người. Nhưng Minh Béo lời được rất là nhiều ở hơn những nghệ sĩ khác. Đó là Minh Béo có những sản phẩm nghệ thuật rất là tốt đến với khán giả, những vai diễn khán giả ưu ái. Và cái giải thưởng lớn nhất trong cuộc đời nghệ thuật của Minh Béo đó là chính là khán giả. Và Minh Béo đang muốn hơi tham vọng một chút, tức là càng ngày càng nhiều. Cho nên Minh Béo đã lấn sân hơi bị nhiều ở cái nhiều lĩnh vực như là ca nhạc, cải lương, tấu hài, xiếc, ảo thuật, hip hop hay là MC. Rồi cả đạo diễn nữa, rồi thời trang cũng có. Thì Minh Béo nghĩ là mình mới muốn chinh phục cho tất cả mọi khán giả, để chi để cho khán giả càng ngày càng nhiều, thì đó là sẽ là một niềm khích lệ rất lớn để mình Béo có thể tổ chức ra những cái live show hay là những cái album mà riêng cho Minh Béo dành tặng cho khán giả như một lời tri ân. Thì mình mới nghĩ là một việc nên làm riêng bản thân Minh Béo là sẽ như vậy. Nhắc đến live show thì anh Khoa nghe đâu là khi bạn chuẩn bị làm live show như vậy á, thì cái đầu tiên khi mà chưa có nhiều những cái thông tin hay là chưa có thấy những cái bước chuẩn bị quanh thì anh đã phải biết trước rằng là anh sẽ bị lỗ một cái phần rất là nhiều trong cái việc đầu tư cho live show của mình. Đó là việc anh liều hay là anh là người thể hiện mình là người chịu chơi, bởi vì những cái khoảng khó khăn trước đây mình không có cơ hội để mình làm những cái chuyện đó. Thường thì Minh Béo làm album hay là làm live show, Minh Béo nghĩ đầu tiên là một sản phẩm nghệ thuật tốt nhất đến khán giả. Mình biết trước là mình không bao giờ lời mà chỉ có lỗ, mà lỗ ít hay lỗ nhiều thôi. Thì mới nghĩ là một điều là mình lỗ nhưng mà mình lời rất nhiều, đó là lời từ khán giả. Khán giả yêu thương mình không thể nào đếm bằng tiền được, đúng không ạ? Bởi vì những vai diễn mình đến cho khán giả xem thì khán giả còn yêu thương mình, còn thích mình là mình còn đứng trên sân khấu, mình còn làm nghề, đó là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ rồi. Còn nếu mà làm live show hay là album mình đến để bán ra để kiếm lời thì chắc chắn là mình sẽ mai một dần, bởi vì mình có cái kinh doanh trong nghệ thuật.
Còn bản thân Minh Béo là muốn sản phẩm thật là tốt nhất. Bởi vì khi mà Minh Béo tổ chức một cái album hay là một cái live show gì, Minh Béo luôn có sự chuẩn bị trước. Thí dụ album đầu tiên là Nỗi Lòng Chàng Béo rất là thành công, bởi vì Minh Béo chuẩn bị trong 3 năm thì mình mới làm. Còn live show lần này thì Minh Béo là chuẩn bị 2 năm. Và năm nay thì đúng 10 năm Minh Béo theo nghệ thuật thì Minh Béo mới tổ chức tại sân khấu 126 cái mạng 8 quận 3. À, nhưng mà cái việc mà mình bán vé, chính ra anh Khoa nghĩ là anh có thể nâng cái giá vé lên cao một tí để mà cân bằng cái việc hồi vốn của mình. Nhưng mà đằng này anh lại biết chứ mình lỗ, thì có phải chăng là anh vì khán giả đến nỗi anh phải bán cái vé thấp để mọi người có thể vào xem được? Minh Béo nghĩ là cái vé nó cũng không cao quá mà cũng không được thấp quá, bởi vì tùy theo chương trình, chất lượng chương trình. Nhưng mà nếu như để đem đến cho khán giả một cái sản phẩm tốt nhất thì Minh Béo vẫn làm. Bởi vì quan trọng nhất là Minh Béo phải quay hình chương trình này. Bởi vì chương trình nó chỉ có 2.300 ghế ngồi thôi, thì Minh Béo không phải chỉ có phục vụ cho 2.300 khách mà phục vụ cho 80 triệu dân. Phục vụ cho rất là nhiều người. Mà nếu như quý vị khán giả nào thương yêu thì mua đĩa góc giùm, đừng mua đĩa chép rồi còn lỗ nữa. Quý vị có nghe là sau đó thì còn cả việc phát hành về băng đĩa để cho khán giả ở Việt Nam nè, và cả khán giả người Việt ở khắp mọi nơi nữa. Dạ đúng rồi. Đúng không ạ? Còn rất là nhiều nơi xem nữa. Minh Béo còn phát hành ở bên Mỹ, bên Úc và cả châu Âu nữa. Thì Minh Béo nghĩ là những nơi đó chắc chắn là họ không có thời gian và không có thể sắp xếp được khi trở về với lại live show của Minh Béo. Một cái live show được đầu tư như vậy, thế thì có cái điểm nhấn gì mà ấn tượng khác với những cái khác với những cái chương trình khác mà người ta cũng gọi đó là live show hay không? Minh Béo sẽ tổ chức một cái live show, bởi vì Minh Béo học đạo diễn cho nên Minh Béo suy nghĩ rất nhiều. Live show là chỉ riêng mình thôi, cho nên live show Minh Béo đặc biệt là chỉ có một mình Minh Béo diễn chung với khách mời, và không có diễn những tiết mục riêng, không có Minh Béo. Và Minh Béo sẽ thể hiện tất cả các loại hình nghệ thuật mà Minh Béo đã tham gia, như là cải lương, ca nhạc, tấu hài, thời trang, khiêu vũ. Rồi lần đầu tiên Minh Béo sẽ thử nghiệm là xiếc, ảo thuật, nhảy hip hop và múa bụng. Và đặc biệt là Minh Béo sẽ bay trên không với độ cao 20 mét từ nóc nhà sẽ bay xuống sân khấu. Như là tự nghiệm mấy cái dây. Anh Khoa có biết là tiền đầu tư cho một cái bay không gần 200 triệu. Bởi vì nếu như người bình thường chỉ có mười mấy 20 triệu thôi. Nhưng mà Minh Béo nặng hơn nhiều, cho nên phải làm hai cái dàn giáo cao lắm. Và cái dây cáp nó phải cứng hơn. Đúng rồi, phải thử 4 người là 300 ký, thử thành công rồi mới tới Minh Béo. Có cascader không anh? Cascader chỉ có kéo dây thôi, khoảng mười mấy người. Và trong live show này đặc biệt là Minh Béo chỉ tổ chức có một đêm một thôi, đó là ngày 3 tháng 12 năm 2010. Và chủ đề là anh biết anh quá đẹp trai. Và đặc biệt trong đêm Minh Béo sẽ bật mí người yêu của mình là ai. Cho nên chắc chắn là khán giả sẽ rất là yêu thích khi đến với chương trình live show này. Thế thì từ trước đến giờ vẫn chưa nghe nói nhiều về tình yêu. Đúng rồi, Minh Béo rất là nghiêm túc ở vấn đề này, cho nên đây là lần đầu tiên Minh Béo công khai bật mí. Và chắc chắn là khán giả sẽ rất là bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của người yêu của Minh Béo. Muốn sao cái gì? Bây giờ khi mà con ngủ á, là cậu cái điều đầu tiên là gì? Là cậu phải ru con ngủ. Đâu ơi, con ru sao con chịu nổi, con ngủ không được đâu. Cậu, con ru con ngủ cho. Đừng, tao lại mày. Cái tật của tao ngộ lắm. Tao ru ai á chút hồi á, là tao ngủ được, chứ còn ai ru tao là tao thức tới sáng luôn, hiểu không? Kì. Nhưng mà nên nhớ, trước khi cậu ru là cậu phải ngâm thơ. Nằm nghe đi, chỉnh cái lỗ tai ra mà nghe. Rồi thôi con cũng ráng nghe mười mấy chút không sao đâu. Rồi con hát đi. quên hai câu thôi nha. Hồi 4 câu đi. Hai câu lần thứ nhất. 3 câu cũng được. Hai câu lần thứ hai. Thôi mệt quá mày. Hai câu thì hai câu. Riết mày giống như là mày ông nậu tao vậy à. Hai câu thì hai câu. Nghe nè. Giờ ngâm thơ bắt đầu. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Bèn. Gì? Hết giờ rồi. Mày vô duyên hết cho hai câu mà. Hai câu đủ rồi. Trời, thèm miếng nữa rồi. Thôi cậu hứa cậu phải giữ lời. Nhưng mà mới có ngâm thơ thôi, còn bây giờ là hát nè. Hát nữa hả? Cái hát mới cái chết nè. Sao vậy? Thôi con không chịu nổi đâu. Tao bắt buộc mày phải nghe tao hát. Giờ tập hát bắt đầu. Tôi hát bài ngày nào chia tay,
tôi hát bài ngày nào chia tay tôi hát một bài ca tôi hát, hát xong là quên mất rồi. Tình tăng tình tình ta. Thôi thôi, dừng lại giùm cái đi. Cái gì? Đi gom con không được đâu. Con không nghe cậu hát nữa đâu. Tao nói cho mày biết nha, cậu mày hát á là kêu có thể đi thi được tiếng hát truyền hình đó, cho mày biết à. Tao đang luyện giọng mà em thấy tao mỗi lần tao hát một cái là luyện giọng đó con. Đâu ơi, cái gì? Con nói cậu nghe nè. Sao? Để tránh cái thiệt hại tài sản của đài truyền hình đó. Con nghĩ cậu nên đi thi tiếng hát tàng hình đi. Ủa? Tiếng hát tàng hình là sao? Tức là bây giờ chỉ nghe cái giọng hát của cậu thôi. Đừng thấy hình. Thấy hình ta chết sớm á. Vô duyên, mày vô duyên, cái đó người ta gọi là đài phát thanh, chứ còn nói gì đài truyền hình nữa, ông nội. Mệt quá, thế thiệt mày, cái giọng tao vậy nha. Bảo đảm với mày, tao có thể xin vô đài làm luôn chứ đừng nói. Đài khí tượng luôn cậu. Để tao báo bảo hả? Chọt đuôi mắt bây giờ à. Cậu ơi, con có đề nghị vậy đi. Cậu hát cái đài này nè nha, khi mà cậu cất giọng hát lên á, không ai dám nói tiếng nào, không có chê bai gì luôn. Hát về cũng được đó. Thiệt không con? Thiệt. Đừng... Trời ơi, nói chơi cậu đâu. Nè, thiệt tình là có cái đài đó hả? Có mà. Hát là không có ai phản ứng gì hết. Đâu ai làm gì đâu, hát nhiều cũng được. Hát bao nhiêu cũng được hết, thoải mái luôn. Tao chịu nha mày. Dạ. Cái đài gì vậy? Đài lịch sử. À, mày, cái thằng này, mày đứng lại. Trời ơi, mày đứng lại cho tao, mày đứng lại. Trời ơi, và lại nhắc đến khi mà anh tham gia Bước Nhảy Hoàng Vũ, có những kỷ niệm nào đối với anh ạ? Khi mà tham gia Bước Nhảy Hoàng Vũ thì đầu tiên được nhận lời mời từ công ty Cát Thiên Sa thì Minh Béo đã từ chối thẳng rồi. Minh Béo mới nghĩ là chắc lộn người rồi mới mời tôi. Bởi vì cái sàn nổi không? Dạ. Cái sàn chứa nổi tôi không? Cái quan trọng rồi là điều đó. Cái người nhảy với tôi là ai? Dạ. Cậu sợ chứ, mình nhiều khi ví dụ như nó té vô mình thì không sao, êm lắm như cái gói. Nhưng mà mình té ngược lại là hơi mệt à. Đó, mà lại nghe người nước ngoài nữa, rồi có chuyện gì sao, bảo hiểm sao? Dạ. Đúng không? Thì sau đó Minh Béo mới tập. Và tập trong một thời gian ngắn thì mới cảm thấy cũng được, cũng nhảy vui vui. Rồi mình xác định là thôi vòng đầu mình có mặt cho nó vui được rồi. Nhưng đâu có biết, đâu có ngờ, tự nhiên càng ngày càng vô nhiều hơn. Và chính Lily là người bạn nhảy mà Minh Béo rất là ưu ái trong thời gian đó, là tạo cái niềm cảm hứng cho Minh Béo rất là nhiều. Và cái sự đóng góp của cô ta cho cái thành công của Minh Béo nhiều lắm. Bởi vì không có Lily chắc chắn Minh Béo không thành công đến mức độ đó đâu. Bởi vì khi mà nhảy chung á, người nam phải dìu người nữ. Nhưng mà Minh Béo là yếu nữa mà, chân trụ hết cả 100 kg này đã yeah. yếu rồi, mà vác thêm 70 kg nữa là đâu phải dễ. Cho nên cuối cùng cô ta là dựa, nhưng mà rất là khéo cho ban giám khảo ông mới thấy. Mình mới dựa cho cô ta nhiều lắm đó. Coi như phải có dựa một cái lực rất là cơ, đúng là rồi. Đúng không, để mà tạo người cái thế nam thường là phải cứng như vậy nè. Yeah. Đó, để cho người nữ dựa. Còn cô ta phải cứng ngược lại, èo nhưng mà phải cứng. Đó, cho nên với lại Lily luôn luôn làm cho mình cảm thấy nó thấp hơn, để cho vừa xứng với lại người bạn diễn của mình, đó là Minh Béo. Chứ nếu như cô ấy show ra, cô ấy diễn sexy đẹp ơi là đẹp, những động tác sực lửa thì chắc chắn là Minh Béo bị chìm liễm rồi. Đó, nếu mà anh Khoa và quý vị khán giả để ý là những Bước Nhảy Hoàng Vũ là Minh và cô ta phối hợp rất là nhịp nhàng, bởi vì cô ta luôn lùi làm như là vũ công mà mới học đó. Dạ. Chứ nếu mà nhảy đẹp á, nhảy đúng bài nó gọi là đúng là vũ sư luôn, là Minh Béo rất lâu rồi. Wow. Cái là giống như là một cái sự nương nhau trong nghệ thuật. Những cái công việc hoặc là những cái lĩnh vực khác như là ca hát, MC, rồi diễn viên điện ảnh, rồi cả người mẫu như anh vừa nói nữa. Anh có thấy một cái cũng quan trọng nhất là anh tham gia ca hát và anh ra những cái đĩa DVD chẳng hạn như là Nỗi Lòng Chàng Béo 1, rồi Nỗi Lòng Chàng Béo 2. Mà ở giữa đó thì có cả những cái đĩa hài khác và cả một cái đĩa mà kỷ niệm lúc anh làm sinh nhật cho mẹ anh nữa. Anh qua có tham gia. Thì cái việc mà anh ca hát như vậy á, sau lúc đầu anh không được chọn con đường là mình sẽ làm ca sĩ, mà bây giờ khi mà thành nghề rồi, khi mà có một cái chỗ đứng trong nghề rồi thì lại quay sang để phát hành những cái đĩa DVD có cả những cái ca khúc theo cái mô típ là ca nhạc hài. Anh Khoa để ý một điều là Minh Béo thể nghiệm mình trong những loại hình nghệ thuật như là MC, ca nhạc, cải lương, tấu hài. Nhưng luôn luôn vận dụng cái duyên hài của mình vào trong đó. Bởi vì mình xuất thân và được khán giả yêu thương là diễn viên hài mà. Hồi nhỏ thì Minh Béo cũng thích là ca sĩ lắm. Nhưng mà mình nhìn lại mình chứ đâu có ca sĩ nào béo dữ vậy. Đúng không? Vì mình không có ngoại hình. Rồi giọng ca của mình cũng đâu phải là hay ho gì đâu. Thì mình cứ hát nghiêu ngao thôi. Hát hay bằng hay hát mà. Cho nên Minh Béo đã đi theo con đường hài kịch. Rồi sau đó thì mình làm những cái tiểu phẩm
thì mình thấy nhiều khi tiểu phẩm mình cười hoài cũng mệt mỏi vậy. Lâu lâu có mình phải vào những dàn làn điệu dân ca là hài hước hay là những ca nhạc tuổi teen chẳng hạn, thì làm cho khán giả cái gì đó cảm thấy mình thư giãn hơn. Bởi mình béo luôn luôn không tự nhận mình là một ca sĩ, một MC chuyên nghiệp, một diễn viên điện ảnh, mà là một diễn viên hài thể hiện những loại hình đó, thì biết người biết ta trong trận tâm thắng. Khổ làm sao đời tôi mệt vì thân béo. Ngài lắm bàn ơi, cứ mỗi lần ra phố giao chơi thấy tôi quá mập người ta cười, còn giao quán tôi ăn uống cũng chẳng được tự nhiên. Hồi cưới vợ nhưng gặp tôi người ta trốn hết, sợ phải làm dâu chú rể hiền nhưng quá bự con. Xem phim cũng sợ phải xếp hàng vì tôi béo nên chậm chân đâu dễ lọt vào trong. Trời ơi nỗi lòng tôi ai thấu chăng, đời lẻ loi nhiều đêm tôi thân một mình. Ngắm trăng một mình tôi khóc, thấy thân tôi to hơn cột nhà. Nhưng tôi chẳng buồn làm chi, vì tôi thân béo nhưng tôi luôn sống vì mọi người. Vì tôi có duyên nên đi đâu cô bác cũng đều thương. Chạy tới chạy luôn tầm eo thề dùng buổi sáng, tầm lắng dòng những ôi cái dòng cứ dướng mơ thêm. Chân tay ra rời mặt xanh lè, tầm thêm chặt tôi lên máu phải chở vào nhà thương. Anh là một người hầu như là thời gian dành hết cho công việc. Bởi vì như anh nói từ đầu là anh chỉ có 4 tiếng mỗi ngày để ngủ thôi. Đúng rồi. Thế thì những cái khoảng thời gian còn lại của cuộc sống của anh trang trải như thế nào? Ngoài thời gian làm việc ra thì Minh Béo cũng ít thời gian dành cho gia đình. Yeah. Thì cũng có thể giúp gia đình được một số việc lặt vặt. Đó, rồi bên cạnh đó là Minh Béo lại có một số điện thoại riêng cho khán giả. Ừ. Khán giả có thể điện thoại tâm sự những lúc nào Minh Béo rảnh thôi. Thậm chí Minh Béo cho số mà bây giờ cứ khoảng một tháng đến tháng mấy là thay điện thoại một lần, tại hay bị đứng máy, trái máy nữa. Tại vì được khán giả ưu ái là khán giả gọi liên tục là Minh Béo cảm thấy là niềm hạnh phúc rồi. Nhưng đôi lúc cũng có những cái phiền muộn trong gia đình, đúng rồi, cũng phiền muộn trong cái cuộc sống của mình. Tại vì có những khán giả gọi rất là nhiều lần rồi mà không bắt máy được, tại lúc đó Minh Béo đang quay mà. Cái tới chừng mà khi mình bé bắt được rồi là không còn yêu thương gì nữa mà chỉ có la thẳng thôi. Tại sao cho số con chi mà không chịu bắt máy? Khi mình bé nói là tại giờ này rảnh là mới bắt máy được. Vậy anh cho số con chi không chịu bắt máy là sao? Phải suốt ngày phải nghe điện thoại chứ. Mới suy nghĩ một điều là chị ơi chắc chị nhầm lẫn sao đó. Mình bé lại nói là cho số điện thoại. Và khi nào mình bé rảnh thì sẽ nghe máy. Mình bé không có thời gian check tin nữa. Mà nhá máy thì làm sao mình bé gọi lại, đúng không? Cả triệu người làm sao gọi lại được rồi. Rồi nếu như mà Minh Béo cứ suốt ngày 24/24 mà nghe điện thoại như thành bưu điện, là bưu điện nó còn phải nghỉ chứ, phải cho nó ngủ nữa chứ, đúng không? Cho nên mới nghĩ một điều là, nhưng mà ít nhất là được khán giả điện thoại liên tục như vậy đó là một niềm hạnh phúc rồi. Anh có thấy ở đối với hài ở mọi nước được có một cái văn hóa hay là có một cái truyền thống khác nhau, nhưng hầu như đối với những cây cười của thế giới và dường như là của cả nhân loại nữa, cái việc họ diễn họ không có nói nhiều, họ diễn chủ yếu bằng những cái ngôn ngữ hình thể. Nhưng anh qua thấy có một điều là ở nghệ sĩ ở chúng ta thì dường như là cái sử dụng về hình thể rất ít.
hầu như là nói bằng lời nhiều hơn. Bản thân anh nghĩ như thế nào về việc này? Mình mới nghĩ là tùy theo vai, tùy theo cái cách và tùy theo cái khẩu vị của từng vùng, từng miền thì sẽ có những cái hài đặc trưng riêng. Mình mới nghĩ là ngay cả trong ở Việt Nam chúng ta thôi, ở miền Bắc ru khác, ở miền Trung ru khác, ở miền Nam cũng ru khác, đúng không? Thì cái hài nó là nó phản ánh những cái gì rất là địa phương, rất là đời sống, đúng không? Thì mình mới nghĩ là nếu như mình vận dụng được cả hình thể và cả những cái lời nói của mình thì chắc chắn sẽ là tạo hiệu quả đặc biệt hơn, đúng không? Ví dụ như mình béo nói là có một cái đoạn đó mình béo diễn, thay vì mình diễn là mình nói trời tôi nuốt rồi còn này không, mình béo xử lý là mình béo tưởng tượng rõ ràng là giống như mình đang nuốt vô trong và diễn với mọi người xung quanh và sau đó mới sực tỉnh là tôi nuốt rồi, đúng không? Thì khán giả sẽ tập trung cái khi mà mình béo nuốt rồi sẽ quan sát những người xung quanh thì tiếng cười nó đậm hơn đó, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng dùng hình thể được, nhưng có cái mình phải nói ra, phải nói ra bằng lời. Đúng rồi, mọi người hãy thắc mắc về văn hóa của các vùng miền khác nhau như anh cũng vừa chia sẻ, miền Nam lẫn miền Bắc, cả miền Trung nữa. Thế thì cái cười ở miền Nam của chúng ta theo quan điểm của anh khác với cái cười miền Bắc như thế nào? Ở miền Nam chúng ta thì thường là cười sảng khoái, thoải mái và những câu chuyện rất là đơn giản, cái gì cũng có thể cười được, và nó chỉ cần tíu tíu là vui rồi ha, rồi chỉ cần những bài học giáo dục nhẹ thôi, đừng quá nặng nề, và làm sao cho chủ yếu là cái tiếng cười đó là khi những câu nói, những câu châm biếm dễ thương, mộc mạc, giản dị mà gần gũi thì khán giả sẽ cười. Còn ở miền Bắc thì sâu hơn. Khán giả miền Bắc là muốn là có thể nói xong rồi khoảng chừng phút sau mới cười, mới thấm được đó, hoặc là nói rất là chậm chạp, chậm rãi, ví dụ như là nói nhấn nhá, rất là sâu lắng, cùng mấy câu đó thôi, cùng mấy câu rồi nói mỉa mai người ta thôi. Nhưng mới ở miền Nam thì có nói là trời đất ơi làm ăn vậy đó hả, nhưng ngoài Bắc sao vậy, có bị gì không? Nó kiểu vậy. Nó mỗi miền nó khác nhau hết. Và với những cái giải thích của Minh Béo vừa rồi thì anh Khoa biết rằng là không có giới hạn gì hết đối với một người, mà có nhiệm vụ là mang đến tiếng cười cho mọi người, cho khán giả. Như là Minh Béo, có những lần anh Khoa gọi anh thì để hẹn cái cuộc trò chuyện như ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã lỡ hẹn mấy lần rồi, và gọi anh lúc đó thì anh đang đi lưu diễn ở các tỉnh khác nhau, và anh Khoa biết là những lúc đó thì Minh Béo phải chở tiếng cười của mình mang đến nhiều nơi cho khán giả ở khắp mọi nơi, ở nơi nào nghe và yêu thương anh. Và cũng cảm ơn Minh Béo rất nhiều vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Những cái chuyến xe để mang những cái tiếng cười sắp tới nữa hy vọng sẽ đầy hơn và sẽ có những điều mới mẻ hơn, luôn luôn là của anh về dành cho khán giả, không chỉ của riêng anh. Chúc cho live show của anh và cả những điều mà anh đang ấp ủ sẽ thành công và được các khán giả yêu thương mình đón nhận. Cảm ơn về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Khoa cũng như là chương trình Chat Với Sao đã cho Minh Béo có cơ hội tâm sự những cái gì đó gần gũi nhất đến với khán giả. Và khán giả đang quan tâm rất là nhiều Minh Béo thì Minh Béo rất là tri ân. Và quý vị khán giả nào có thể thắc mắc như những chuyện riêng tư của Minh Béo hơn nữa, có thể liên lạc quan tâm với Minh Béo hơn nữa thì có thể liên lạc qua số điện thoại là 0908103058. Mặc dù là Minh Béo biết là cũng có nhiều khán giả là sẽ như thế, nhưng mà Minh Béo vẫn yêu thích những khán giả quan tâm đến mình, góp ý chân thành với mình, và những trong thời gian rảnh thì Minh Béo sẽ tâm sự riêng. Và live show sắp tới thì thành công hay không nữa còn ở khán giả ủng hộ cho Minh Béo cũng như là tiếp sức cho Minh Béo thì chắc chắn là Minh Béo sẽ còn nhiều live show sắp tới hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn chương trình và chúc cho quý vị khán giả luôn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe và ủng hộ nhiều vai diễn của Minh Béo sau này và sau này nữa. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt. Nhưng tôi chẳng buồn làm chi vì tôi thân Béo, nhưng tôi luôn sống vì mọi có duyên nên đi đâu cô bạn.